Ngày 17 tháng 11, ông Ochiai Fuminori, Chủ tịch Hiệp hội Orient của Nhật Bản, đã dẫn đầu một đoàn công tác bao gồm các doanh nghiệp lớn Nhật Bản đến làm việc với trường cao đẳng Quảng Nam. Mục đích là thúc đẩy hợp tác đào tạo và chuyển giao lao động sang Nhật Bản. Ông Ochiai cho biết mối quan hệ hợp tác hiện tại với trường và nhấn mạnh nhiều sinh viên đã đi Nhật học tập và làm việc. Trong chuyến thăm, các doanh nghiệp đã tham quan nhà trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ khí, vận tải và logistics. Hiện tại, có 2 lao động từng là sinh viên của trường cao đẳng Quảng Nam đang làm việc tại Nhật và dự kiến thêm 8 lao động sẽ sang Nhật làm việc vào tháng 2 năm 2024. Ông Ochiai Fuminori cũng nêu rõ nhu cầu của Nhật Bản về lao động trong các ngành này, với số lượng lên tới 20-30 lao động hàng năm. Ông nhấn mạnh rằng, sau khi trừ các chi phí, thuế và bảo hiểm, mỗi lao động có thể kiếm được 150-200.000 yên, tương đương khoảng 25 triệu đồng trở lên mỗi tháng. Cuối cùng, ông khẳng định mong muốn của giới chủ Nhật Bản là lao động Việt Nam có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý trong công ty, và Hiệp hội Orient cam kết làm việc chặt chẽ với trường cao đẳng Quảng Nam trong việc đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho lao động.